Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sư Thích Minh Tuệ không phải tu sĩ Phật giáo. Ngày 16 tháng 5, thượng tọa Thích Đức Thiện, phó chủ tịch, tổng thư ký hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt ban thường trực hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký văn bản số 151 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Thông báo nêu rõ, trong những ngày vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ trong lộ trình đi bộ qua các địa phương đã có nhiều người dân và phật tử tập trung với số lượng đông cúng dường vật phẩm thức ăn và cả tiền tạo ra nhiều hình ảnh clip gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến giáo hội phật giáo việt nam qua tìm hiểu xác minh ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ phật giáo không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội theo đó người đàn ông này có tên là lê anh tú 43 tuổi trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni, Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam.